Dạ, em vừa xếp bắt đầu ạ. Các anh các chị nhớ đấy. Dạ. Tôi xin nhắc lại lần nữa, tất cả chúng ta đều phải tiết kiệm. Đúng. Không được phung phí tiền của nhà nước, tiền của cơ quan. Coi cơ quan là nhà của chúng ta. Là nhà chúng ta. Và chúng ta coi điện cơ quan đây này là điện của chúng ta. Vâng. Nước của cơ quan cũng là nước của chúng ta. Dạ. Không thể mất một giọt. Đúng. Không thể mất một giọt được. Và tất cả chúng ta không thể tơ hào của cơ quan dù chỉ là cái kim hay sợi dây thừng. Chính xác. Không được lãng phí dù chỉ là một giọt. Nhưng nhiều giọt thì nên. Cười cái gì đấy hả? Dạ, dạ không ạ. Này, hồi nãy nói cái gì đấy? Sếp, em có nói gì đâu ạ. Em chỉ nhắc lại lời sếp thôi. Đó là không được lãng phí. Đúng. Dù là một giọt duy nhất mà thôi. Phải, tốt lắm. Ai làm sai phải phạt đến nơi đấy chú. Đúng rồi. Chúng ta tắt tất cả quạt của cơ quan. Ôi, đi. Để tiết kiệm điện cho cơ quan. Chúng ta phải thông cảm với người dân đang làm ruộng ngoài kia cả một nắng hai sương con trai à. Nhá, ở đây. Dạ. Nhớ chưa? Chào sếp ạ. Nhớ kỹ chưa? Tiết kiệm là quốc sạch. Nhớ. Dạ, thư ký lại nhà. Đấy, từ giờ là phải tiết kiệm nhá. Tiết kiệm là quốc sách. Ui giời ơi. Tiết kiệm gì thì tiết kiệm, nhưng mà hãy nghĩ tới mình và những người thân của mình. Dạ. Mà giữ sức khỏe cho tốt, nghe chưa? Chị nói đúng đấy. Dáng. Dạ. Bật quạt cho to lên. Ôi, thế không được. Sao lại không được? Thanh. Dạ. Bật điều hòa hết tốc lực lên cho chị. Rồi đi lấy cho chị ấm nước để chị đun nước mang về nhà. Có ngay chị ạ. Nóng thế này bố ai mà chịu được. Nhưng mà rồi. Hai người không nghe sếp vừa nói. Duyên có nghe thấy sếp nói gì không? Còn Thanh nghe thấy sếp nói gì không? Không nên mang ấm vào phòng đun nước. Không máy không gió, đừng lên lãng phí nhé. Hai em. Thôi. Chị Duyên, chị cho anh ấy một bài, cho anh ấy mất điện đi. Này, anh đừng có mà tinh tướng nhá. Nghe chị mới hát đây này. Sếp nói gì nhiều khi không cần biết. Sếp nói gì nhiều khi biết cũng như không. Sếp đã đi ta còn phải lo chị. Anh em cứ lấy nước từ từ ta đi đun. Chị nói đúng quá. Điện chùa mà người ta tiết kiệm, mình dùng một tí vỡ bèn gì. Vỡ bèn gì. Này, đừng nói nữa em ơi. Xin đừng nói nữa làm gì. Ta cứ dùng dù là hơi phung phí, nhưng thêm một chút cũng chả sao. Cũng chả sao. Mọi người bật hết công suất, bật hết điện lên. Đúng rồi, bật hết lên. Bình bằng có cái máy bơm. Anh em ta lấy nước, ấy mới đun rồi đun. Ấy mới đun rồi đun. Tôi với cậu bây giờ phải tìm cách đối phó những trường hợp dùng điện, dùng nước quá tải trong cơ quan. Dạ, báo cáo anh. Việc đó còn khó hơn cả lên trời đấy ạ. À, người ta yêu cầu phải thấy được việc đó là sai, là xấu, thì người ta mới dừng lại. Đằng này, ai không cho đó là đúng, thì cấm sao nổi ạ. Cái cậu thì chưa chi đấy bằng chuồn rồi. Khó khăn thì phải nghĩ chứ. Này, dạ. Tôi nghĩ ra rồi đấy. Ôi, cách gì anh? Mỗi công tơ điện, một vòi nước, khóa vào. Dạ. Khóa. Nắp khóa ạ? À? Nắp khóa. Báo cáo anh, em không hiểu ạ. Ừ, thế thì còn tìm cách nào nữa à? Ôi anh ơi, không được, không được. Sao? Anh mà lắp khóa ấy, thì nhân viên ấy, người ta sẽ dị nghị chết, không được đâu. Sao mà không được nhỉ? Thế còn cách nào nữa không? Cách nào? À! Anh ơi, đúng rồi, em nghĩ ra cách rồi. Sao cách gì? Khấu trừ vào lương. Tức là ấy, mỗi tháng một phòng anh quy định là dùng bao nhiêu số điện, bao nhiêu mét khối nước. Nếu mà dùng quá, cứ mang lên ra mà xử thôi, xử luôn. Này, cậu này rất thông minh. Dạ, anh cảm ơn sếp ạ. Dạ, thầy nào thì phải tớ nấy chứ ạ. Thank you.
bắt được quả tang bà chị rồi nhá. Sáng sớm ra đã lên văn phòng làm gì? Đấy, 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 nhìn như xã hội nâu, định giở trò phi pháp à? Ui dồi ôi, chú Giang, chị có tưởng ai? Chị Duyên đây mà, chị Duyên, Duyên, Duyên. À, Duyên, Duyên, Giang, Giang cái gì? Người ta là ráng sức, ráng làm, chứ có phải ráng đứng, ráng đi đâu mà chị ngọt sớt như thế. Ừ. Đây, 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 đây. Đi đâu mà khúm na, khúm núm như cái rú mắm tôm ấy. Còn cái gì nữa đây? Ôi giời ơi. Cái gì? Cái gì đây? Ôi giời ơi, chị có việc cả đấy. Gớm nữa. Việc, việc cái gì? Bà chị ôm đấy, để thằng em mở cửa cho bà chị. Đâu? Ui giời ơi, lại còn can 20 lít cơ. Đâu, xem tiếp nào. Ui giời ơi, xô chậu chai lọ thập cẩm. Ý, em hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu gì? Nhà bà chị đến phiên mất điện rồi phải không? À, ê, phiên rồi. Ui. Không. Nhỏ cái mồm thôi. Lại đây chị kể chuyện cho mà nghe. Ui, em thích kể chuyện lắm. Này nhé. Dạ. Chú biết không? Ừ. Chưa từng bao giờ chị mơ một giấc mơ nó lại hồng hào như thế, chú hiểu không? Đêm qua, chị đang say giấc nồng. Chị nằm trên một chiếc gối màu hồng. Màu hồng. Chị đi tất hồng. Ui, tất cũng hồng. Chị đi giày hồng. Mà này. Dạ. Đời chị chưa từng có ô tô. Hôm qua chị nằm mơ. Ui, lại còn ô tô. Chị đi trên một con xe ô tô màu hồng. Đi trên một đám mây màu hồng. Đám mây màu hồng. Đấy, này. Dạ. Tất cả mọi thứ đều đang rất là hồng như thế. Em thấy hồng. Thì đột nhiên. Thì đột nhiên làm sao, đừng để em hồi hộp nữa. Đột nhiên. Đột nhiên. Đột nhiên đang bay trên một đám mây màu hồng. Chị lại rơi. Cái phật một cái chứ lại. Sao lại, sao, sao, sao lại rơi? Chị cứ đưa em lên một thiên đường toàn màu hồng, xong chị nhả em rơi đến phịch một cái. Thế là làm sao? Thì sao? Chị nói đi. Thì sao? Ui giời ơi. Thì mất điện chứ còn làm sao nữa. Mất điện. Mất điện, mất điện. À thôi, 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 thôi bà chị ơi, không phải đánh trống làng nữa đâu. Em biết tổng rồi. Mà em nói thật với chị nhá, chị chả còn trẻ nữa đâu. Năm nay cũng U40 rồi đấy. Cứ tin lắm, cứ như là 9X cộng 1 đi. Này, chị nói cho mà biết nhá. 40 thì 40 thật nhá. Dạ. Nhưng mà tính chị thì không già đâu. Nhiều thứ không già nhá. Không già thật. Này, thế 9X cộng 1 là cái quái gì? Ôi dồi ôi, là cái 9... quái gì đấy? 9X cộng 1 thế mà chị cũng không biết. 9X cộng với 1 là 10X. Mà bà chị của em nên cập nhật thông tin internet đi, cho nó khoa học, cho nó tiến bộ nhá. Chứ suốt ngày ấy chỉ rình 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 trộm điện cứ qua. À, này 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 này. Chú nói thế là rất là mất quan điểm chị nhá. Rất mất quan điểm của chị nhá. Này, chị không ăn trộm điện. Mà đây là chị đi xin điện. Xin điện. Xin một cách rất là lịch sự. Ồ, lịch sự. À. Này. Ừ. Thế điện cơ quan đây là của chú ạ? À? Ừ. Của chú hay sao mà chú tiếc? Chị... Lại đây chị bảo đây. Dạ. Nhà chị mất điện từ 5 giờ sáng. 5 giờ sáng? Mà chị đã kịp đun nấu gì đâu. Đấy, chú tính xem nhà chị này có 5 nhân khẩu này. Ôi dồi ôi. Thêm con mèo là 6 này. Dạ mèo. Con chó vệ là 7 này. Cả chó. Con chuột bạch là 8 này. Mua chuột bạch. Con chim cảnh là 9 này. Con cá là 10 này. Ôi dồi ôi. Đấy, chú tính xem. 10 nhân khẩu như thế, một ngày dùng phải hết hơn 1.000 lít nước ấy chú tưởng à? 1.000 lít là còn ít đấy. Mà ra ngoài mua ấy, tốn kém lắm. Ôi, công chú hiểu không? Mà ở ngoài bây giờ nhá, nhan nhản như người ta nói là cái gì? Tiết kiệm, triệt để tiết kiệm. Đúng. Thế cho nên chị đi đến một quyết định. Quyết định gì hả chị? Đến cơ quan dùng điện nước để triệt để tiết kiệm. Hiểu chưa? Dạ em hiểu ạ. Em chào mọi người. Ôi, hai em. Để anh đỡ cho. Ơ kìa, cái bà này, hôm qua phá điện của công ty chưa đủ hay sao mà hôm nay còn xô chậu lỉnh kỉnh như này. Cái cô này nhá, có học mà không có khôn nhá. Lại đây cô, lại đây. Nhà tôi bao nhiêu nhân khẩu mà cô biết một ngày dùng hết bao nhiêu lít nước không? Cô có ở nhà tôi đâu mà cô biết được mà cô hỏi thế hả? Này, lại đưa chị kể cho mà nghe, chỉ cho hai đứa nghe thôi nhá. Dạ. Không hiểu sao, con mèo ngước với con chó vệ nhà chị
mà có ai dậy nó đâu. Không ai dậy. Sạch sẽ như chủ ấy. Đấy. Thôi sạch sẽ. Mà tắm nhá, cũng phải tắm nước ấm ấm. Ôi. Mà sáng nào chị cũng phải xúc miệng bằng nước ấm cho chúng nó đấy. Ôi. Đây này, chai lọ này, can này. Đấy, cứ chiều về là chị đun nước chị cho vào những cái thứ này. Dạ. Phải mang về để pha nước ấm, để tắm cho các nàng ấy đấy. Chị khôn, mà mèo nhà chị cũng khôn thật đấy. Này, cô nàng xinh đẹp của anh, hôm nay em đi chợ hay là em đi chơi mà đồ đạc lỉnh cá lỉnh kỉnh này? Đâu, hôm nay chả có việc gì làm mà nhà lại mất điện. Tiện thể đến cơ quan lụa con gà cho các cháu ăn cơm. Mà chị Duyên này, hả? Chị nhìn con gà này, béo. Ui, nó bảo em là 120, em coi thế nào, nó bán trên 100 đấy. Ui, quay cái phòng cầu đi chỗ khác đi. Béo lắm chị ạ. Vâng, béo. À mà chị Duyên này, gì? Em không biết tiền điện của chị thế nào. Chứ nhà em á, mỗi lần mà đi đóng tiền điện, sót hết cả ruột lên ý. Lòng vả cũng như lòng sung thôi cô ạ. Thế cho nên tôi mới bảo cô cậu là phải tiết kiệm. Đây, giờ tôi chỉ cho cô nhá. Dạ. Này, quạt này, điện này, còn kia là điều hòa này. Đấy, đấy, tiền chùa đấy chứ đâu. Mình bây giờ phải thực hiện chính sách tăng thu giảm chi để tiết đúng kiệm tiền nhà mình. Đấy, mình dùng thêm một ít ở đây thì bó bèn gì. Dạ. À mà này. Dạ. Hôm qua đứa nào quên tắt máy vi tính với điều hòa mà đã đi về rồi đấy. Hả? Này, cậu phải không? Dạ không phải em. Cô phải không? Không phải em. Ui, dù, ui quá lãng phí. Này, có thấy nóng không? Nóng ạ. Nóng không? Nóng lắm chị ạ. Ui trời ơi, thế thì bật quạt to lên đi. Dạ. Dạ. Bật điều hòa giảm đến mức tối thiểu. Nóng quá. Nhanh lên. Nhanh, bật bật to hết cỡ rồi. Dạ. Vâng, rồi. Rồi. Anh vào này. Bà này là lái ghê gớm lắm. Ừ. Có ông chồng bỏ đi nước ngoài đã thèm về đâu. Em biết rồi. Giáng ơi. Dạ. Giáng kín cái miệng vào. Em có nói gì đâu. Cái việc của cậu thì đừng có mà chó vào, nghe chưa? Để cái thời gian đấy mà đi tán cái, mà cưới vợ, ế vợ đây em ạ. Thôi, em đi luộc gà đây. Vâng, nhá. Cô đi đi. Dạ đây là quà đối tác biếu sếp ạ. Gì thế? Dạ đây ạ. Ui dồi ôi, trà đâm đô này, giải nhiệt này, ui dồi ôi, cà phê loại xịn sếp này. Ui dồi ôi. Lô. Trà đặc sản này này. À, đã bảo đừng gọi lại. Có gì thì cứ ba hồi chuông tắt đi, gì đâu phải gọi, mà gọi thế này thì chẳng mất mấy nghìn à. Thôi nhá. Alo. Lắp thêm điều hòa à? À, có. Có một cái điều hòa dưới phòng nhân sự chưa lắp. Chiều anh sẽ thanh giá đồ cũ anh đem về cho. Sao? Mèo là chim theo tem chữa à? Thôi được, chiều anh thu xếp ở trong phòng có cái gì anh đem về cho con nhé. Bây giờ anh bận lắm, chiều nói chuyện nhé. Đúng là chị nhà tiết kiệm thật anh ạ. Em nghĩ mai anh phải mang cái túi 9 gang lên thì mới đựng đủ hết được ạ. Mà anh ơi, còn cái rẻ lau còn mới à, cái chổi mới mua sáng nay xong, anh cứ mang về nhà dùng cho nó tiết kiệm ạ. Này, dạ. Tôi vừa dọn vệ sinh gọn gàng rồi đấy. Dạ. Chiều xe rác đến tôi bê ra đấy. À, thôi thôi thôi, em chỉ mong được làm cái thùng rác cho nhà anh thôi ạ. Dạ. Còn đứng đấy à? Dạ. Đi xem tình hình tiết kiệm thế nào. À, dạ vâng vâng. Muốn cắt lương à? À, không không không, em đi ngay sếp ạ, em đi luôn ạ. Úi dồi, em đi ngay đây. Thực hiện ngay nhá. Vâng. À, cho tôi hỏi ai đang dùng máy in nhỉ? Dạ, chính em đây. À, em dùng máy in làm gì đấy? Em dùng để in tài liệu để làm gì? Em in tài liệu à? Em in tài liệu à? Em in tài liệu hay là em in chuyện kiếm hiệp cho ông xã nhà em? Này, anh nói thật cho Thanh biết nhé. Vải thưa ấy, thì đừng nên che mắt Thanh. Em hiểu không? Em hiểu không? Anh này, thì em cũng chỉ tiết kiệm thôi mà. Không biết chứ. May mà có máy của cơ quan, ra ngoài in tốn tiền lắm anh ạ. Thôi, thôi ngay. Không giải thích và cũng không trình bày. Cô than thở vừa thôi, cô để im tôi còn làm việc. Cái gì? Anh làm việc á? Ừ. Ôi anh mà làm việc á, hết game online rồi lại chat với cả cheat. Hôm nọ còn thấy anh dùng máy để... Để làm gì? Tôi làm việc chứ tôi làm gì?
để đao phim ấy. À cô. Rồi còn đao một đống ảnh cho con người yêu nữa. Anh đừng có mà chối. Tôi cho đừng có mà chối. Cô nha, cô đừng có mà ngậm máu phun lửa nhá. Trời ơi, ơi. Gà cùng một mẹ mà cứ đá nhau tranh chấp. Để im để cho chị tập trung rót nước. À này Thanh này. Dạ. Lúc sáng em in giấy trắng còn thừa đâu, để chị mang về cho con chị vẽ. Rồi. Bây giờ là không thể lãng phí được em ạ. Em biết rồi, tí nữa em đưa cho. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Cô thích khách. Cô thích khách. Ôi giời ơi. Điện à? Này. Thật đấy. Này 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 này. Mày suốt ngày mày nghiên cứu kiếm hiệp rồi mày thích khách mới thích khách cái gì? Hả? Dạ. Đàn ông đàn an thì toàn nghĩ những vớ va vớ vẩn. Không có việc gì làm ra ngoài kia canh. Để chị với con Thanh lục nốt con gà để nó mang về cho con nó. Dạ. Đi. Thế không có thích khách thật à? Thế thì em ra ngoài em trông nhá. Đi đi. À này 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 này. Dạ. Đúng như chị bảo đã. Mày ra ngoài kia cũng là không khí của cơ quan. Dạ. Nên là mày hít hà vừa thôi để người khác còn hít. Nghe chưa? Dạ. Tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm. Thôi đi đi. Nhưng mà chị phải cẩn thận thích khách nhé. Biết rồi. Dạ, báo cáo anh ạ. Dù đã quán triệt toàn bộ nhân viên trong công ty là triệt để thực hành tiết kiệm, coi của công như của riêng. Ê thế mà... Có gì thì cậu nói luôn đi. Ấp a cũng người ta để trưởng mình có điều gì khuất tất. Dạ thưa sếp, em nói luôn ạ. Ừ. Tức là mèo vẫn hoàn mèo ạ. Mèo vẫn hoàn mèo là thế nào? Tức là tình hình thực hiện là chống lãng phí ở công ty mình ấy, nó không mất đi. Mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà cái dạng sau ấy nó còn tinh vi và nguy hiểm hơn cái dạng trước ạ. Láo, láo thật. Láo thật đi. Quá láo chứ. Nhưng không thực hiện theo cái ý đồ của giám đốc này. Ôi dồi ôi, xem. Còn nữa, không những thế, chúng nó còn sáng tác ra những cái bài hò vẻ để nó xấu sếp đấy. Ôi. Hò vẻ xấu sếp? Vâng. Cậu biết cậu thử hát thử xem nào. Ờ, dạ, không, nhưng mà cái đó này cái này là em phải hát ạ. Ừ, thì hát đi. Chết chậm tí nhá. Sếp nghe nhá. Sếp nhà ta dẫu tuổi cao vẫn như đang hồi xuân, thích xịt gom đóng giày tây áo sơ mi rồng bay, thích nhảy van uống rượu ngon, thích đôi chân dài thon. Hay hay lắm. Quá hay ạ. Nhưng mà sếp ơi, không những thế, không những phổ nhạc mà ấy, chúng nó còn sáng tạo ra những bài cái hò hip hop. Lão thật. Rất lão. Hò hip hop. Nó còn hò. Vâng. Hò thì nó còn lấy số cả anh giám đốc à? Dạ vâng. Thế cậu đọc xem nào. Dạ vâng. Sếp nghe em nhá. Sếp chặt điện khổ anh em ta, sếp tiết kiệm điện cho tư gia. Rằng hay sếp đi xuống nhà, sếp mang điều hòa trong cơ quan ra, đem về nhà bật cho thâu ga. Sếp tắm cửa nhà tắm cả ô tô, của sếp thích sếp cứ dùng. Thế mà đời cứ dạy ta. Ồ hay sếp nói ba hoa. Ồ chia, ồ chia, ồ chia, ồ chia. Láo. Láo quá. Không hiểu sao nó lại chống lại lệnh của giám đốc thế nhỉ. Dạ. Quá láo ạ. Lên nhanh lên, chạy đi đệ tử ơi. Kìa, chạy đi. Chạy, xong rồi, đổ sát rồi. Trời ơi. Chị nói không gì. Được. Alo. À, bốn con à. Ui giời ơi, sao lại gọi điện vào máy di động. Tắt máy đi để tao gọi điện vào máy cơ quan cho đỡ tốn tiền nghe chưa. Nhá. Ui, cái bác là ăn mày. Nhưng ăn mày đánh nhau lại cực ác. Xong rồi. Ờ, tao đây. Đảng cơ quan chưa ở đâu. Hỏi vớ va vớ vẩn. Dỗi gì mà dỗi. Đang bận túi bụi với sự nghiệp nước non đây này. Sao? Này, cái khu mày có mất điện không? Ôi dồi, mất nước á? Này, cơ quan ta đầy nước. Mang can đến đây tao cho mấy lít nhá. Cơ quan ta thiếu gì nước. À này, hôm trước ấy, mày có đi sinh nhật con Thảo Sứ Tin tròn 43 tuổi không? Mà tao thấy cái lão 5X của nó cũng được ấy. Dồi ôi, này thể hiện hơi bị hoành tráng luôn. À này, rau muống nhà tao có 2.000 một đôi thôi. Có mua không? À, mua cho mày 10 mớ à? 20 mớ à? Ừ thôi mua hẳn 30 mớ đi. Mày biếu bà nội bà ngoại hay mày cho ai đấy thì tùy mày. Nhá. À này. Mày có biết ông Obama thủ tướng nước Mỹ không?
À ừ thì tổng thống gơm thì cứ vặn va vặn vẹo này. Này, ông ấy sắp ra chính sách mới đấy. Mà tao nghe nói nhá, còn thông qua nghị viện hay là hạ viện gì nữa đấy. Ừ. Dồi to tát lắm. Đợt này nhá, ảnh hưởng đến cả nền an ninh chính trị của toàn cầu cơ. Ơ thế mày không biết gì à? Ừ, à này, hôm qua ấy, tao nấu món trứng luộc hơi bị ngon luôn. Này, chồng tao ăn coi như là khen khen, làm tao nổ hết cả mũi đấy. Ừ. Vào, vào sâu hơn đi, mất thành bây giờ. Bạn đuổi con ruồi mà. Này, chả hiểu tại sao nhá, dạo này cơ quan mình lắm ruồi lắm. Ừ, đây 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 đây. Con nào con đấy là béo núng nà núng đính như lão sếp cơ quan mình ý. Ừ. Ừ, này, ngồi nói chuyện bạn khát nước quá. Tao đang đề cử với cơ quan. À quên, ừ thì đề xuất với cơ quan mua một cái tủ lạnh để những lúc buôn dưa lê như thế này uống một cốc nước lạnh. Ui dồi ôi, phê điên lên. Ừ. Xong chưa, cho anh mượn. Chờ tí đi. Này, hôm trước mày đã may váy chưa? Đẹp lắm à? Ôi, biết thì hôm đấy tao đi cùng mày. Thế có phải là hôm nay tao đã được mặc váy mới rồi không? Ừ. À này, 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 này. Nghe tin mới nhá, sốt dẻo nhá. Này, Ba Lan sắp tranh cử tổng thống mới đấy. Thế mày định bầu cho ông nào? Này, hả? Chị ơi, kể chị nói nhiều. Khát nước, cần làm khát nước cho đỡ, không biết ạ. Ui, dạ, 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 em chào sếp ạ. Dạ, em chào sếp ạ. Không sao đâu, cứ giải quyết tiếp đi. Dạ. Giải quyết luôn đi, thật triệt để. Triệt để luôn đi, mà thảo nào nói nhiều thế. Thế thằng da non nó không mọc được là phải. Dạ, da non vẫn mọc đấy chứ ạ. Dạ, dạ, thưa sếp, nhưng mà kịp già mất rồi ạ. Dạ, thưa sếp, bọn em vẫn nghe lời sếp, dạ. Vẫn thực hành chủ trương tiết kiệm của công ty đấy. Dạ, bọn em tiết kiệm lắm ạ. Dạ, dạ, thưa sếp. Thưa sếp, đúng đấy ạ, chúng em luôn tiết kiệm mà và không bao giờ dám hoang phí. Dạ, vâng, đúng rồi đấy ạ. Này, dạ. Sao? Đưa nào? Ngon rồi. Gì thế này? Nước. Đây, đây, đây. Mọi người. Mọi người. Dạ, 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 thưa sếp ạ. Sếp vẫn dạy bọn em là anh em trong phòng phải yêu thương nhau như chân với tay ạ. Vâng ạ, nên là hôm nay chân thì mua gà, thế còn tay thì mua nước để tăng tình đoàn kết ạ. Đấy, tăng tình đoàn kết đây ạ. Này, này, dạ. Anh kia. Dạ. Đấy, anh chăn cái gì đấy? Dạ, em ạ. Sếp ơi, em bảo sếp này. Dạ, chả là dạo này em đang nghiên cứu võ lâm truyền kỳ. Có gì em sẽ truyền võ câu cho sếp. Mà dạo này em thấy sếp vất vả, căng thẳng quá. Chả may sếp có mệnh hệ gì thì... À, không, mọi người hiểu sai ý em rồi. Ý em là chả may sếp có mệnh hệ gì thì cơ quan lại mất tiền phúng, tiền viếng này, tiền thăm hỏi. Tốn kém ra. Tốn kém ra. Chị kia. Dạ. Đây có phải cửa hàng ẩm thực đâu mà mua gà về đây đọa hả? Dạ không phải đâu sếp ạ. Tại dạo này em thấy sức khỏe của sếp không được tốt nên em mới đi mua con gà này về để tẩm bổ cho sếp. Vâng. Nhưng lại phải gặp con gà ốm. Con này dạ, ốm lắm. Dạ thưa sếp. Ốm. Dạ. Dạ ốm nên là bọn em mới... Ốm cũng sung công. Đúng rồi. Sung công. Này. Vâng. Cậu làm biên bản tịch thu tất cả những thứ ở đây nhé. Đem lên phòng. Vâng. Ai sai cắt nửa tháng lương. Cắt nửa tháng lương. Nếu tiếp tục sai. Vâng. Cả tháng cả tiền thưởng. Cả tháng luôn. Cả tháng. Ôi trời, chết bọn em à sếp ơi. Này sếp ơi. Sếp ơi. Nhớ chưa? Cả tháng lương. Thế mà lên phòng sếp nhá. Đấy chưa, em đã bảo mọi người rồi. Đừng mang gà mang vịt đến. Bây giờ nửa tháng lương, một tháng lương chứ. Ngồi đi. Chú Sở à? Dạ. Trong hội nghị tôi đã quán triệt rồi đấy. Vâng. Tuyệt đối không được dùng tiền của công trong việc liên hoan chè chén. Dạ đúng. Qua các đối xén. Đúng rồi. Và dùng điện thoại công cộng làm việc riêng. Dạ vâng. Và dùng ô tô của công làm việc công. Dạ đúng. À quên, việc riêng. Việc riêng. Dạ vâng, đúng, việc riêng ạ. À. Việc riêng. À. Và làm xong cái này ấy, mà muốn là thành công tốt đẹp ấy, vâng. Tôi với cậu phải tự nhận thật tốt để làm gương cho mọi người. Dạ, dạ được ạ. À, anh. À. Lại bà xã.
Alo em à? Dạ. Có việc gì thế? Lấy xe nhà mình mà đi. Anh đừng cười thật đấy. Từ đây về quê hơn 100 cây số, đường vừa xấu lại vừa hại xe, tốn hàng triệu tiền xăng chít à. Mình ấy phải dùng xe của cơ quan để tiết kiệm. Thế anh nhá. Thôi được, em cứ yên tâm đi nhá. Ôi giời, làm thế nào bây giờ nhỉ? Dạ. Bây giờ mà lấy xe của công mà đi chở vợ về thì đi đèn chùa mà người ta nhìn thấy thì dị nghị quá. Dạ đúng, dị nghị thật ạ. Có cách nào không nhỉ? Đúng rồi. Anh, mình nhờ bên đối tác hỗ trợ. Tức là đúng rồi, thông minh lắm. Mình viết cho mấy chữ đem sang. Dạ đúng. Mượn xe của họ. Dạ đúng. Ngày mai phu nhân của họ mượn xe thì mình lại cho. Đấy. Thế là bằng nhau. Dạ, vâng. Chúng ta chống được cái chuyện dùng xe của công làm việc riêng. Dạ đúng à, rồi ạ. Anh quả là vẹn tình vẹn lý ạ. Với cả ấy, cái vụ chiều nay ấy, mà đón tiếp cái đoàn đồng hương của sếp ấy thì là em sẽ nhờ bên đối tác ấy lo từ A đến Z luôn, sếp khỏi lo. Ồ thế à? Em phấn khởi như hội thi thế này. Dạ chúng em chào sếp ạ. Dạ Phượng Hoàng Ngựa dâng sếp. Thôi các cậu về làm việc đi. Dạ thời gian bây giờ là vàng bạc, tiết kiệm là quốc sách. Chúng em hiểu rồi sếp ạ. Tiết kiệm là quốc sách.